Mời cả nhà ăn mì tôm với em nha. Mời cả nhà ăn mì tôm nha. Sao mà hôm nay dung nhan em nó xấu này hả trời? Những cái mặt mộc nó xấu dữ như này nè. Trời ơi, đói quá cả nhà. Từ sáng chưa ăn cái gì cả nhà ơi. Đói quá à. Sáng giờ em chưa ăn gì hết. Giờ mới ra ăn đây. Nó đói mà nó kêu cái bụng. Nó kêu rột 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 cả nhà. Ở nhà ăn mì với em nha. Mì em nấu với mực khô nè cả nhà. Nói chung là cái món em thích nha. Em nấu với mực khô với hai quả trứng. Em mời cả nhà nhé. Nó nóng nó nóng quá. Tối hôm qua đi mưa có chút xíu về đã bệnh rồi cả nhà ơi. Người giờ mà sao nó yếu dữ vậy trời. Này mực khô à. Trứng đây nè. Nóng quá. Cay nữa. Nước à. Em ăn mì umachi ấy, mà tại bỏ thêm ớt á, nó hơi cay. Cũng tùy thái nha. Hôm nay bỏ trái ớt nhỏ mà nó lại cay cả nhà. Bữa bỏ trái ớt lớn nó cay đâu.
mắt nó liu riu luôn buồn ngủ rồi. Cay quá rồi nha. Em nói thiệt luôn á, em hái có quả ớt bé xíu dưới vườn thôi mà nó cay dữ bay. Xuống hái rau có quả ớt rồi hái mà nó cay dữ luôn. Từ sáng giờ đi xếp hàng xong, đi xếp hàng xong rồi bắt đầu làm cái xe máy nó lại bị lủng nữa, giữa buổi trưa nữa. Trời ơi, đi vác cái xe mà nó mệt dắt ngoài mà không có người vác luôn cả nhà ơi, dắt xong mà mệt luôn. Đợi sáng chưa ăn nữa, nó muốn tụt xe áp luôn. Giờ đói đói hoa mắt bụng nó kêu rộp rộp mà ăn cũng bình thường. Có phải là người bệnh hay không mới mà thấy bình thường, ăn không thấy ngon miệng như mọi bữa. Công nhận cái rau cải vườn ăn ngon lắm rồi nha, cải nhà mình trồng nó không thuốc gì á, nó đắng đắng nhận nhận nó bùi bùi ăn đã lắm. Rau này rau cải đắng mà. Tôi lại giờ chỉ muốn uống nước thôi, cố ăn chút xíu là mua thuốc uống chứ giờ không ăn mà uống thuốc cảm như chết nữa. Mồ hôi cảm mệt quá cả nhà ơi, cảm mệt thiệt luôn á. Đợt này mùa mưa miết á, mình đi xếp hàng nhiều lúc vô tình cứ gặp mưa đột xuất á, không kịp trở tay luôn. Xin chào mọi người nha.